Kinh nghiệm khám phá tất tần tật khu vui chơi giải trí Asia Park khi đi du lịch Đà Nẵng. Địa điểm du lịch Đà Nẵng này còn được biết đến với cái tên là công viên châu Á. Địa điểm du lịch Đà Nẵng này nằm trải rộng trên diện tích là 868.694 m2, nằm bên bờ Tây sông Hàn. Công viên châu Á là sự kết hợp của những nét độc đáo, mới lạ của mô hình giải trí trên thế giới với những nét văn hóa đặc sắc đậm chất Á Đông, ngay tại thiên đường du lịch biển Đà Nẵng. Hiện tại thì các hạng mục vui chơi, giải trí của công viên châu Á đã đi vào hoạt động và thu hút rất nhiều du khách khi đến với du lịch Đà Nẵng. Hãy cùng blog du lịch khám phá tất tần tật về khu vui chơi giải trí này nhé! Khu vui chơi giải trí công viên châu Á Đà Nẵng bao gồm 3 khu vực chính là công viên giải trí ngoài trời hiện đại, công viên châu Á với các công trình kiến trúc và nghệ thuật thu nhỏ mang tính biểu trưng của 10 quốc gia châu Á và khu Sunwell là nơi giao thoa giữa nét hiện đại và nét truyền thống, những điều khó có thể kiếm được ở bất kỳ địa điểm du lịch Đà Nẵng nào. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về công viên giải trí Asia Park. Công viên giải trí tại Asia Park mang đến hàng loạt trò chơi độc đáo thú vị lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Các trò chơi thường được nhắc đến như là tàu lượn siêu tốc, tàu điện trên cao, tháp rơi tự do, máng trượt tốc độ chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những chiều trải nghiệm thú vị. Giờ mở cửa của địa điểm du lịch Đà Nẵng công viên châu Á. Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 15 giờ đến 22 giờ, thứ Bảy và Chủ nhật là từ 9 giờ sáng đến 22 giờ. Giá vé vào cổng của khu vui chơi, người lớn là 150.000 đồng, trẻ em là 100.000 đồng. Trẻ em tính từ chiều cao 1m đến 1m3, trẻ nào dưới 1m thì được miễn phí hoàn toàn. Giá vé cũng áp dụng cho đi vòng quay Sunwell, tham quan bằng monorail, tham quan và vui chơi các khu trò chơi ngoài trời. Vậy thì có thể chơi gì tại khu vui chơi giải trí công viên châu Á Đà Nẵng? Công viên châu Á Đà Nẵng được chia thành 3 khu vực chính là bao gồm công viên giải trí ngoài trời hiện đại, công viên văn hóa với các công trình kiến trúc và nghệ thuật thu nhỏ, khu Sunwell. Đầu tiên là hãy trải nghiệm những trò chơi tại khu vui chơi giải trí của công viên châu Á. Tại khu trò chơi của công viên châu Á có rất nhiều trò chơi thú vị như là tàu lượn siêu tốc, tàu điện trên không, tháp rơi tự do, máng trượt tốc độ cao sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị. Đầu tiên là trò Sky Tracer. Đây là khu trò chơi cảm giác đã nhất nhì ở khu công viên châu Á. Hầu như đa số các bạn trẻ đều tham gia hết. Các bạn sẽ ngồi cùng đàn với nhiều người và chạy trên đường ray lên xuống uốn lượn với tốc độ là 80 km/h rất nhanh. Cảm giác sẽ thay đổi liên tục khi bạn tham gia và hầu hết ai cũng hò hét rát cả cổ khi chơi trò này. Các bạn phải hết sức cẩn trọng để tham gia, tránh tình trạng nôn ói khi tinh thần yếu. Tiếp theo là Love Lock. Đây là trò chơi tốn thể lực và rất chóng mặt. Khi chơi, các bạn sẽ ngồi vào một cái vòng tròn quay với tốc độ rất nhanh, nên chọn một người có thể lực tốt để giữ chắc bạn lại khi vòng quay đi vào quỹ đạo nhanh nhất. Trò Dino Island. Các bạn sẽ được khám phá trò chơi hòn đảo khủng long dành cho các bạn nhỏ. Tuy nhiên, các bạn hãy lưu ý giữ chặt vô lăng và chuẩn bị cho hành trình của mình. Trò này cực kỳ thú vị trong công viên châu Á. Những chiếc xe ô tô sẽ đối đuôi nhau chạy vòng tròn trong khung cảnh nhân tạo. Các bạn khi tham gia sẽ ngỡ như mình đang sống trong thế giới của khủng long. Trò này thì mọi người ai cũng chơi được, nhưng trẻ em cao dưới 90 cm thì bắt buộc phải có bố mẹ hoặc là người lớn tham gia cùng. Tiếp theo là Festival Carousel. Tận hưởng những phút giây thư giãn và chụp ảnh với không gian lung linh sắc màu của âm nhạc và ánh sáng. Đây là trò chơi đua quay cưỡi ngựa rất vui và thú vị dành cho các bạn nhỏ. Nhưng điều lạ là khi rất nhiều cặp đôi cũng tham gia trò chơi và nô đùa rất tình cảm và lãng mạn. Trò chơi này sẽ kéo dài trong khoảng 2 phút, sẽ có nhạc và đèn điện rực rỡ rất đẹp mắt. Tiếp theo là trò Happy Chu Chu. Với đoàn tàu ngộ nghĩnh trong khuôn viên vườn Indonesia, các bé sẽ được thám hiểm đại dương với rất nhiều điều hấp dẫn. Đây là đoàn tàu tốc hành chạy quanh trên đường ray, uốn lượn với cảm giác nhẹ. Trò chơi này chỉ thích hợp cho trẻ em vì tàu chạy rất chậm và kết thúc chỉ trong 30 giây cho 3 vòng chạy. Các cháu nhỏ khi muốn chơi vài lần thì mới thấy đã. Vậy thì ai có cháu nhỏ đi cùng thì nên nhớ cho các cháu thử trò chơi này ở vòng quay mặt trời Đà Nẵng nha. Tiếp theo là Singapore Sling. Có lẽ đây là trò chơi cảm giác đã nhất nhì ở công viên châu Á. Khi các bạn ngồi vào và trải nghiệm cảm giác xoay tròn trên không trung với độ cao là 27 m và tốc độ xoay lên đến 65 km/h. Nói thật thì blog du lịch cũng thấy ớn quá nên không dám tham gia, nhưng có rất nhiều người chơi luôn đó. Bạn nên chơi khi đến vòng quay mặt trời tại Đà Nẵng nha. Tiếp theo là Raguda Valley. Đây là trò tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em. Tàu chạy cũng nhanh nên những bé không đủ tự tin thì các bạn cũng nên cân nhắc, kẻo cháu sợ và khóc thì lại mất vui. Còn những bé năng động thì sẽ rất thích thú khi được tham gia trò chơi này ở vòng quay mặt trời. Không thể không kể đến Ninja Flyer. Đây là trò chơi rất thú vị dành cho cả người lớn và trẻ em. Khi các bạn sẽ hóa thân thành ninja, các bạn sẽ nằm rạp người xuống và sẽ bay lên bay xuống đất phiêu. Khi chưa chơi thì cảm giác sẽ rất chóng mặt, nhưng khi thử rồi thì các bạn mới thấy rất vui nha. Đừng bỏ lỡ khi đến với công viên châu Á Đà Nẵng. Tiếp theo là trò Queen Cobra, nằm trong top những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh hàng đầu thế giới đã có mặt tại công viên châu Á Đà Nẵng. Đây là trò chơi chỉ phù hợp cho người lớn và những ai có can đảm khi tham gia. Trò chơi này kéo dài tận 96 giây và dài 689 m, khi di chuyển nhanh với tốc độ là 80 km/h trên đường ray xoắn tít với độ cao là 34 m. Đây là trò chơi thực sự đủ cảm giác để thử thách bản lĩnh của người chơi, và nếu bạn không đủ can đảm thì thôi, xin đừng chơi. Khi chơi thì độ phấn khích sẽ lên đỉnh điểm luôn. Khu vực tiếp theo mà blog du lịch muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là khu công viên văn hóa. Công viên mang đậm không gian phương Đông với những công trình kiến trúc lịch sử và hoạt động nghệ thuật, ẩm thực độc đáo của 10 quốc gia trong khu vực châu Á như là Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc và cuối cùng là Việt Nam. Vậy thì các bạn có thể chơi gì tại khu công viên văn hóa tại công viên châu Á Đà Nẵng? Khi đến với khu công viên văn hóa, các bạn sẽ được khám phá hàng loạt những công trình tuyệt phẩm như là cổng thành, tháp đồng hồ, Sunwell, thuyền rồng, tượng Phật. Đặc biệt là với vòng quay Sunwell, cao ấn tượng với độ cao là 115 m, thuộc top 5 vòng quay lớn nhất thế giới, được ví như biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng. Hãy check-in đến cổng thành. Khi các bạn vừa bước chân đến vòng quay mặt trời ở Đà Nẵng thì cổng thành rất lớn được hiện ra trước mặt các bạn, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa của một cung thành vua chúa rất đẹp, khiến cho các bạn phải lấy ngay điện thoại hoặc là máy ảnh để check-in ngay cho bằng được vài tấm ảnh để lưu lại. Khu Sunwell cũng hấp dẫn không kém. Khi bước vào bên trong thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng thực tế vòng quay mặt trời. Sunwell có chiều cao là 115 m và cũng lọt trong top 5 vòng quay cao nhất thế giới. Nếu khi các bạn đến với địa điểm du lịch Đà Nẵng này mà không chơi trò chơi này thì quả thật là một điều vô cùng đáng tiếc, bởi vì đây thực sự là biểu tượng của công viên châu Á. Đừng ai nói không dám chơi bởi vì sợ độ cao nha, bởi vì ngồi trong cabin rất là an toàn và chuyển động rất từ từ, chậm chậm, khiến cho các bạn không có một chút cảm giác lâng lâng nào cả. Hầu như những người yếu tim nhất cũng có thể chơi được trò chơi này tại địa điểm du lịch Đà Nẵng. Tiếp theo là tháp đồng hồ. Có lẽ các bạn từng nghĩ chỉ có thể đến Anh mới có thể ngắm tháp đồng hồ. Tuy nhiên, khu vui chơi Asia Park Đà Nẵng, đến đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc độc đáo mang nét kiến trúc đặc trưng của 10 quốc gia châu Á. Một tháp đồng hồ đẹp sừng sững, nguy nga và tráng lệ. Cùng chụp những bức ảnh lưu niệm bên cạnh tháp đồng hồ này với bạn bè và người thân sẽ giúp cho bạn lưu giữ lại được những khoảnh khắc ý nghĩa tại nơi này. Các bạn từng nghĩ chỉ có thể đến Anh mới có thể ngắm tháp đồng hồ. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn sai lầm khi các bạn đã đặt chân đến địa điểm du lịch Đà Nẵng này nhé. Tiếp theo là thuyền rồng. Du lịch Đà Nẵng nổi tiếng là thuyền rồng, cầu rồng. Vậy thì đến với khu vui chơi giải trí công viên châu Á Đà Nẵng, các bạn cũng sẽ được ngắm nhìn công trình thuyền rồng với diện tích là 20 m² bên bờ sông Hàn. Hãy cùng tận hưởng làn gió lành lạnh của Đà Nẵng thổi vào từ biển và ngắm trọn vẹn thành phố, và nhâm nhi chai bia sẽ là một trong những trải nghiệm thú vị khi các bạn đến du lịch Đà Nẵng. Ngoài ra cũng còn có khu vui chơi FEC. Khu vui chơi FEC tọa lạc tại tầng trệt của Sunwell. Đây là nơi hội tụ các trò chơi vui nhộn và độc đáo như là bắn banh Sun Plaster, khu soft play lớn nhất Việt Nam và hàng loạt những trò chơi có thượng thác. Giá xu sàn là 2.500 đồng cho một sàn, vé soft play là 50.000 đồng cho một lượt, vé Sun Plaster là 50.000 đồng một lượt. Blog du lịch cũng xin chia sẻ đến các bạn một vài kinh nghiệm và lưu ý khi đi công viên châu Á. Các bạn nên đi đến địa điểm du lịch Đà Nẵng này vào khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ, vì lúc này trời mát và ở đây lên hết đèn điện cho nên rất đẹp. Các bạn cũng nên đặt mua vé trước để được chiết khấu giá rẻ hơn, hoặc là nhờ khách sạn Đà Nẵng đặt giúp khi mua với số lượng lớn. Các bạn nên lựa chọn tham gia những trò chơi phù hợp với mình, vì ở đây có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh mà có thể với một số người không phù hợp cho lắm. Và một điều rất quan trọng nữa mà nhiều bạn thường xuyên bị mắc phải, đó chính là khi mua vé qua cổng, các bạn sẽ được đóng dấu đỏ vào tay. Nhưng các bạn đừng xóa đi, bởi khi các bạn vào khu vui chơi, họ sẽ kiểm tra dấu, nếu mất, họ sẽ bắt mua lại vé từng trò chơi đó nha. Các bạn có thể đi công viên châu Á vào thời gian nào là hợp lý nhất? Du lịch Đà Nẵng và hãy dành cho mình một nửa thời gian để khám phá hết địa điểm này thì còn gì tuyệt vời hơn. Thích nhất là cho chuyến đi công viên châu Á là khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ. Lúc này thời tiết khá mát và đèn điện được bật hết lên rồi, cho nên khi đến với địa điểm du lịch Đà Nẵng này, các bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào một mê cung huyền ảo nơi chỉ có niềm vui. Kinh nghiệm ăn uống ở công viên châu Á. Có thực thì mới vượt được đạo được, vậy nên ăn uống cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm khi đến bất kỳ địa điểm du lịch Đà Nẵng nào. Các bạn có thể ăn buffet với giá là 269.000 đồng cho một suất, phục vụ tại nhà hàng Buffet World của công viên châu Á Đà Nẵng. Ăn buffet thì khá là tiện, không cần phải suy nghĩ nhiều, các bạn chỉ cần mua phiếu ăn và lựa chọn những món hợp khẩu vị. Đặc biệt khi mua phiếu ăn Buffet World, các bạn sẽ được miễn phí vé vào cổng là 150.000 đồng. Đây là cách mà đa số mọi người lựa chọn khi đến du lịch công viên châu Á. Thời gian buffet phục vụ là từ 15h30 đến 21 giờ hàng ngày. Ngoài công viên châu Á Đà Nẵng ra thì tại Đà Nẵng cũng có rất nhiều địa điểm du lịch Đà Nẵng khác mà các bạn không thể bỏ qua, như là Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Cù Lao Chàm vân vân. Nếu như các bạn ngại tự di chuyển hay không biết nên đi lịch trình như thế nào thì có thể chọn các tour du lịch Đà Nẵng trọn gói hay là chọn các tour du lịch Đà Nẵng ghép đoàn để có thể tiết kiệm được chi phí, đỡ mất thời gian và cũng đỡ mất công phải suy nghĩ. Không hổ danh là một trong những thiên đường du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam, và những địa điểm du lịch Đà Nẵng cũng trở nên rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Vậy nên đừng ngại ngần gì mà không book ngay cái tấm vé máy bay đi du lịch Đà Nẵng giá rẻ, hoặc là các bạn có thể liên hệ với blog du lịch hoặc là bất kỳ một công ty lữ hành nào khác để có thể chọn cho mình được những tour du lịch Đà Nẵng thật sự phù hợp. Trên đây là những kinh nghiệm và tổng quan về khu vui chơi giải trí Đà Nẵng, công viên châu Á. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về khu công viên châu Á thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới để blog du lịch chia sẻ đến các bạn nhé. Còn bây giờ đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.